chào quý vị và các bạn. Hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gồm Hà Nội tiếp tục duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh và ẩm ướt. Nhiệt độ cao nhất ngày là từ 21 đến 25 độ. Còn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì có nắng từ sớm, trời khô ráo cả ngày, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết mưa ẩm như thế này nên quý vị cần hạn chế giặt quần áo, chăn màn, không nên hong khô quần áo bằng quạt mà nên sử dụng máy sấy quần áo, sử dụng viên chống ẩm trong tủ quần áo. Thủ đô Hà Nội sáng nay trời âm u, sương mù, kèm mưa nhỏ, trời lạnh với mức nhiệt cao nhất là từ 24 đến 25 độ, độ ẩm không khí cao trên 85%. Dự báo trong 2 ngày cuối tuần Hà Nội sẽ có khoảng hửng nắng vào buổi chiều, mưa chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng. Cũng chịu tác động của gió đông nam ẩm nên các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mây nhiều và sương mù vào buổi sáng. Tại Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong ngày có lúc còn có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ 25 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng nên nhiệt độ cũng cao hơn, từ 29 đến 32 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay cũng ít có khả năng mưa với xác suất mưa thấp dưới 10%. Trưa chiều trời có nắng nhưng mức độ không gắt. Biên độ nhiệt ngày đêm ở Đà Nẵng trong khoảng từ 24 đến 30 độ, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân thành phố. Với Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này, cường độ nắng đang tăng mạnh, trời vừa khô vừa nóng. Nhiều điểm đang có nhiệt độ cao từ 33 cho tới 35 độ. Miền Đông Nam Bộ còn lên 35 đến 37 độ. Cảnh báo cháy nổ, cháy rừng vẫn đang ở mức cao, người dân cần hết sức chú ý đề phòng. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng tâm nóng của miền Đông Nam Bộ, mưa hầu như là không có khả năng xảy ra. Trời nắng mạnh và khô nóng, mức nhiệt cao nhất trong khoảng là 35 đến 36 độ. Trưa chiều nắng gắt, nhiệt cao, do đó quý vị nên hạn chế ra ngoài trời nắng trong khoảng từ 12 đến 15 giờ để tránh bị say nắng hay sốc nhiệt. Thế là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!